Chào các bạn, đây là Diệp đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Love for Shine TV. Hà Nội thì đã chính thức vào mùa đông rồi, đây là mùa tớ thích nhất trong năm. Và cái thời điểm tớ ngồi quay video này là vừa mới qua Giáng sinh Christmas, chính thức vào những ngày cuối cùng của năm 2022. Cái thời điểm này giữa Tết Tây và Tết Ta thì tớ nghĩ là ai cũng cảm thấy bận rộn hối hả, vội vã ở ngoài đường. Thế nên là tớ muốn làm một cái clip chia sẻ cho mọi người những điều, những thứ, những món mà làm cho mùa đông của tớ dễ chịu, dễ thương, dễ thở hơn. Hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người. Chúng mình cùng bắt đầu luôn nhé. Có một sản phẩm trong mùa đông này mà tớ cực kỳ tâm đắc, rất là muốn chia sẻ với các bố mẹ. Đấy là chiếc quạt sưởi bằng công nghệ gốm của Fast Baby. Đợt vừa rồi khi Hà Nội chuyển mùa vào đông ấy thì bụp một phát trời đã lạnh luôn, và khi đấy thì cả Mí và Mochi đều vẫn đang ốm. Mặc dù nhà tớ thì cũng đã lắp hệ điều hòa hai chiều, tức là cả nóng và lạnh rồi, nhưng mà không phải lúc nào cũng bật điều hòa nóng xuyên suốt các phòng như thế thì nó rất là tốn điện và tớ thấy nó cũng không hiệu quả ấy. Đến khi đi tìm một cái phương án máy sưởi khác nhỏ gọn hơn, có thể tập trung hơn cho cái không gian mà con sinh hoạt hoặc là khi con ngủ ấy, thì tớ lại có thêm một loạt vấn đề mới. Ví dụ như máy sưởi sử dụng đèn halogen thì rất là ngột ngạt và không an toàn một chút nào cho em bé cả. Những cái máy sưởi hồng ngoại thì lại không đủ nhiệt, không đủ ấm, và những cái ngày lạnh buốt, lạnh giá như thế, kiểu dưới 10 độ của Hà Nội, máy sưởi dầu thì lại rất đắt đỏ và làm ấm chậm. Chưa kể đấy, cái việc bảo trì này rồi chăm sóc nó, sử dụng nó lâu dài cũng khá là phiền phức khi mà mình sống ở Việt Nam. Và cuối cùng là sưởi than thì tất nhiên là không sử dụng rồi. Đốt khí O2 sinh ra khí CO gây ngạt cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng của các con luôn. Thế nên là sau một hồi đi đào bới internet, tự dưng tớ lại tìm được một cái hệ máy sưởi mới, quạt sưởi sử dụng cái công nghệ gốm này. Tớ đã kiểu đầu tiên là bạn ấy sưởi ấm rất nhanh. Bạn ấy có một cái hệ phổ nhiệt độ là từ 10 đến 49 độ C, thì mọi người cứ tùy chỉnh như thế nào cho nó cảm thấy ấm áp thì thôi. Nhà tớ thì hay dừng ở tầm 19 đến 20 mấy độ thì tùy cái ngày lạnh đấy. Chỉnh cũng rất là dễ bằng những cái nút cộng trừ ở trên cái màn hình điện tử này. Thứ hai là bạn ấy có khả năng quay góc và phả gió rất là mạnh. Mặc dù tớ để cách xa giường một khoảng đấy, nhưng mà khi mà bật và cho chế độ quay thì cái hơi nóng nó tỏa đều ra rất khắp phòng, rất là dễ chịu. Ai cần ấm nhất, ví dụ như là Mochi, thì tớ sẽ cho nằm gần quạt nhất, sau đấy thì đến bố mẹ ở bên trong. Nói chung là buổi tối khi mà đóng cửa sử dụng cái quạt này thì nó cũng vẫn ấm hết cả nhà, cả cái giường đấy luôn. Đắp thêm chăn thì trời ơi, không khác gì mùa hè cả. Mặc dù có thể làm nóng với nhiệt độ cao trong một thời gian dài như thế, nhưng mà bạn ấy vẫn hoàn toàn an toàn. Bạn ấy an toàn vì sử dụng công nghệ sưởi gốm, tức là ở trong đấy có một cái bộ phận làm bằng gốm, và họ dùng điện, dùng nhiệt để làm ấm cái miếng gốm đấy, rồi nó tỏa nhiệt dần cho căn phòng. Nó có chức năng bảo vệ quá nhiệt, tức là khi nóng quá đến một cái độ nào đấy thì nó sẽ tự động tắt. Thế nên là đấy, trẻ con là yên tâm này, hoặc là nhà nào mà như chung cư chúng mình chẳng hạn rất là sợ cháy nổ hoặc là những cái tai nạn từ điện như thế thì cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Và một số điều cộng nhỏ xíu nữa mà tớ cũng rất là thích, đấy là sau thời gian dài sử dụng thì nó không hề bị khô da, không hề bị khó thở, không đốt cháy tiêu thụ oxy trong phòng, tức là kiểu không bị cảm giác ngạt thở ngột ngạt đi. Chưa kể nó lại có màu trắng và thiết kế rất là xinh nữa, để rất là phù hợp với nhà tớ, để góc nào cũng đẹp. Thế nên là để tớ sẽ tìm xem là đợt này có cái link nào nó sale tốt tốt một chút không, tớ sẽ để ở phía dưới cho mọi người tham khảo nhé. Từ khi chuyển sang nhà mới thì có một đặc thù của căn nhà của bọn tớ, đấy là nó nằm ở ven thành phố ấy, tức là khá xa so với trung tâm thành phố. Thế nên là làm việc gì nó cũng bất tiện hơn một chút. Thế nên hầu như mọi hoạt động của gia đình hai vợ chồng đều tự đưa con đi học mỗi sáng, tự nấu ăn tại nhà. Lúc đầu cũng ngại đấy, nhưng rồi đây lại là khoảng thời gian bắt đầu ngày mới rất gần gũi của cả nhà, ai cũng mong ngóng. Ngồi cùng nhau nghe nhạc, trò chuyện, dù hôm nào gặp tắc đường cũng vẫn vui hơn là mỗi người đi mà ngả. Đường đến trường Mỹ thì mất tầm hơn 10 phút. Và ở trên xe thì bọn tớ hay kể chuyện về những giấc mơ đêm qua của mình, giải đáp thắc mắc cho Mỹ về những chi tiết bạn ấy chưa hiểu trong một câu chuyện hay một bộ phim nào đấy. Còn mẹ và Mochi thì thường là sẽ ôm nhau ở đằng sau, lắng nghe và hòa theo. Mặc dù mùa đông việc ngủ dậy mỗi sáng là rất khó khăn vất vả cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, nhưng mà thấy con gái hào hứng mỗi ngày cũng là một niềm động lực to lớn đối với bố mẹ như bọn tớ. Và sau đó thì cả nhà sẽ khởi động ngày mới với một bữa sáng nóng hổi. Mùa đông thì không thích gì bằng ăn một món thật nóng vào buổi sáng mọi người ạ. Ngày thường thì bọn tớ sẽ hay ăn kiểu bánh đa nấu với thịt băm thôi. Nhưng với những món có nước dùng cầu kỳ hơn một chút như thế này thì tớ sẽ nấu nước dùng từ đêm hôm trước. Và sang ngày hôm sau thì chỉ cần đun lại múc ra và ăn thôi. Mời mọi người cùng ăn với nhà tớ nha. Những ngày cuối năm vừa bận công việc vừa bận bạn bè gia đình thì thường là tớ rất hay bị thiếu ngủ. Vậy nên pha một cốc trà nóng to bự cũng là một bước khởi động ngày mới không thể thiếu của tớ. Trời ơi, không là ngất luôn. Deadline đè bẹp ý mọi người. Mùa đông năm nay còn là dịp gia đình tớ được gặp lại rất nhiều bạn bè, họ hàng từ nước ngoài trở về sau rất nhiều năm Covid xa nhau. Được nhìn vào mắt nhau, nghe giọng nhau,
Ngồi gần nhau đúng là thứ đem lại nhiều niềm vui khó diễn tả thành lời. Sự hiện diện giản đơn, thấy nhau vui vẻ mạnh khỏe, trân trọng hiện tại quý giá, thực sự đã là một sự may mắn to lớn mọi người nhỉ. Và nếu lỡ những cuộc gặp mặt bận rộn có làm những tâm hồn hướng nội như tớ thấy hơi hụt hao năng lượng, hãy thử ghé thăm một hiệu sách gần nhà, chọn một cuốn sách nhỏ làm quà cho bản thân vào năm mới này nhé. Mỗi ngày 50 phút đọc thêm một chút chính là cách tớ tự đầu tư thêm vào bản thân mình mỗi ngày. Thấy mình nhìn mọi thứ quen thuộc với những lăng kính mới, ui, một cảm giác rất là phê đấy. Một video ngăn ngắn tóm tắt những điều đáng yêu của mùa đông này nhà Diệp đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tới đây nhé. Tôi chúc mọi người một mùa cuối năm thật ấm áp, khỏe mạnh và nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.